Hùng Huyền Đông Anh xin chào anh em yêu âm nhạc trên mọi miền của Tổ quốc. Ở video này Hùng Huyền Đông Anh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ âm thanh cao cấp dùng để nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Bộ âm thanh mà Hùng Huyền Đông Anh muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là một cặp loa Bose 701 cùng với một chiếc âm ni của hãng Denon. Đây là hai sản phẩm khi ghép với nhau sẽ cho một bộ âm thanh rất hay. Nếu như các bác nghe nhạc yêu tiếng bass mạnh mẽ uy lực thì 701 chính là model đáng để quý vị và các bạn thưởng thức và sưu tầm. Đây là một cặp loa Bose 701 có vỏ thùng màu xám, loại một lỗ thông hơi. Và chiếc âm ly ở đây chính là âm ly Denon 890D có cổng giải mã, cho nên quý vị và các bạn khi sử dụng chiếc âm ly này rất thuận tiện khi sử dụng TV, khi sử dụng những thiết bị âm thanh có đường kết nối quang học. Nếu chỉ để nghe nhạc thì các bác chỉ cần một cặp loa và một âm ly. Còn nếu như muốn hát karaoke thì các bác sẽ cần phải thêm một chiếc vang. Ở đây Hùng Huyền Đông Anh đang ghép cùng với một chiếc vang neck. Lý do tại sao Hùng Huyền Đông Anh chuyên ghép vang neck bởi đây là những chiếc vang cho chất lượng âm thanh rất hay, hàng công ty, chính hãng. Hùng Huyền Đông Anh không bán hàng nhái, hàng giả, chuyên hàng chính hãng của hãng neck. Và mic ở đây nếu như các bác thuận tiện thì hãy sử dụng mic không dây. Còn nếu như ngồi gần thì ta có thể dùng mic có dây cho bền. Đây là những chiếc mic không dây của Hàn Quốc, Sonic F3, dây rất bền, chất âm hay và khi hát sẽ ít bị rối rít. Chọn bộ âm thanh như thế này, Hùng Huyền Đông Anh sẽ báo giá từng sản phẩm để quý vị và các bạn lựa chọn cũng như tham khảo. Loa Bose 701 giá 19 triệu, âm ly Denon 890D giá 15 triệu và vang neck cùng với mic là 4 triệu. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến những sản phẩm âm thanh từ bình dân đến cao cấp thì xin mời đến với Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10-12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện Bưu điện huyện Đông Anh, điện thoại 0984285477. Năm anh em sang năm cái tên, cái khi lên xe không kiểu tên riêng nữa, trên nam pháo một cái sao màu lửa. Năm quà tiên trong tay đập rộn ràng, cuối con đường đất đỏ như son, một màu rừng xanh bạc ngàn hy vọng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Hùng Huyền Đông Anh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video clip tiếp theo.